Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này mình giới thiệu đến một cái bộ dẫn động cầu trước hệ thống càng chữ A treo. Đây là bộ sử dụng do những cái dòng trục các đăng dẫn động cầu trước, thì cái bộ này nó phù hợp với những cái loại xe khoảng 90 nắp bánh vào thì nó lên khoảng 1m đến 1m1. Đấy. Chủ yếu là nó do cái trục này thôi. Cái trục này thì các bạn muốn làm xe rộng hơn thì các bạn chỉ cần nối cái trục này dài ra thôi. Cái việc cái lối trục này dài ra thì quá dễ. Còn nguyên bản của nó là khoảng 90, tính phủ bì chưa tính bánh. Thêm bánh thì nó tùy theo bản rộng của bánh. Bánh rộng thì thêm nhiều, mà bánh hẹp thì thêm ít. Đây là trục lắp 6 răng này. Thì nhiều bạn có tham khảo để chế tạo thì mình cũng giới thiệu luôn cho các bạn, thì cái cổ này nó sử dụng là cái cổ đỡ chính của nó là 30. Đấy. Lỗ 30. Cái trục này là trục 23 răng. Thì lắp đặt của nó đây thì nó lắp vào cái vòng bi này. Mã hiệu vòng bi của nó thì có cả này cũng là bi 30. Cái thân bi nó dày, nó tương đương với này bi đôi. Đấy. Các bạn có thể sử dụng một vòng bi hay hai vòng bi thì đều được cả thôi. Thì nếu như mình không kiếm được đúng bi nguyên bản thì mình làm hai vòng bi. Vòng bi có lỗ 30 là được. Các bạn chế tạo tự chế nấy mình nghĩ là cũng không khó lắm. Đấy, ốc ác thì đầy đủ này. Cái mặt này thì nó có tim ốc là 10 chéo 11 vuông 8 các bạn nhé. Thì đây là tim 8 này. Ốc ác của nó đi đầy đủ này. Ốc này rất là đẹp đây này. Đấy, ốc này chuyên cho những cái dòng vành đúc. Bộ càng chữ A này thì cũng giống bình thường thôi. Có chiều dài là khoảng 32 cm. Thằng này thì nó không chống giảm sóc từ cái chữ A dưới, mà giảm sóc nó chống từ cái chữ A trên. Đây là cái chữ A dưới này. Đây là cái chữ A trên này. Đấy, phụ kiện của nó rất là đầy đủ. Các bạn có thể sử dụng cầu sau là cầu cứng, cầu trước là cầu mềm, dẫn động hai cầu đều rất là ok. Và chi tiết thì các bạn có thể tham khảo thêm trong website về các cái kích thước cụ thể của bên mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên video của em và bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi mình làm những video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm hay là nhu cầu liên hệ thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983818955.